Rồi, tiếp theo cái clip trước thì Phương có nói là Phương sẽ lấp cái mấy cái nguồn này nè qua để cho nó thành một hệ thống điện nhà như thế nào. Các bạn đừng quan tâm cái phần này nha. Các bạn đừng quan tâm cái phần này. Đó đúng không ạ? Thì nếu như ở nhà của mình mà vô nguồn 3 pha để mình tách ra một pha thì mình quan tâm tới câu chuyện là đó, mình tách bớt một pha ra, mình lên cái đồng hồ hoặc là mình lên trực tiếp luôn cái con CP như thế này cũng được. Còn không mình lên đồng hồ lên thì đó, thì lên đây. Đó đúng không ạ? Thì đây nè, Phương lên nè, nó một pha Phương lên đây, rồi Phương lên đây xong rồi nè, các bạn thấy nè, giờ đỏ xuống đây thì đây nè, đây là mở đầu một pha nó đã có sẵn rồi nè, một nóng một nguội nè. Đó. Phương rồi nè, từ đồng hồ ra đúng không ạ? Nè đây, một nóng một nguội nè. Thì đây, nó ra đây rồi. Thì giờ Phương đang cầu nó lên tới cái con CP này rồi. Nè, kế này nha. Thì giờ tiếp theo công việc tiếp theo nữa thôi. Nó đang cầu tới con CP này rồi. Thì giờ đây, giờ Phương cho nó qua cái con CP tiếp theo. Đúng không ạ? Đây. Ồ, nó cứng rồi. Này, cái giặt này. Đây, đó. Đúng không ạ? Cái này Phương vẽ đại nha. Đây, nó chưa đẹp đẹp. Đó, đúng không? Đây. Thì cứ mình cứ từng tự mình cho nó vô. Đó, cái này là mình cầu nè. Các bạn cầu trên con đi thôi, đó, đúng không ạ? Đó. Cầu tương tự. Coi nhét cho nó hết cái con CP. Đó. Đây. Đó, các bạn cầu qua. Không có vấn đề gì đó, các bạn cứ chọt qua cầu nè. Cầu là có nghĩa là qua tới đây có nguồn rồi, mình muốn con này nó có cái nguồn thì mình phải cầu nó qua, mình bẻ nó qua 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 đó. Cứ như vậy các bạn tĩnh tiến các bạn làm ha. Đây. Thì đây. Đó. Mình vẫn cầu qua cho cái con này luôn. Mình vẫn cầu nha các bạn. Còn nếu như cái này nè, bình thường á mình làm cái này nó hơi sai. Nhưng các bạn nếu mà các bạn lúc các bạn làm cái này nè, các bạn cho cái thôi hôm nay mình chưa nói tới chuyện dây, nhưng mà nếu mà cái thường là những ổ cắm các bạn cho dây lớn, còn cầu những cái này thì cho dây nhỏ đó ha. Nhưng mà thôi hôm nay mình cứ nói câu chuyện cầu trước đi các bạn, rồi mai mốt Phương sẽ làm cái clip nói về cái dây cộ xong, hôm nay mới là để cho bạn đỡ rối. Đó nghĩa là các bạn thì hiểu trước là mình cứ cầu cho nó trên này nó có nguồn đây nè. Cái con này nó có hai sợi giống như con này, một sợi đen có rồi đây nha. Đây sợi đen ra nè. Đây sợi đen này mình lấy từ cái nguồn trực tiếp mình lên nguồn chính lên đây nha. Đó là đây nè, đó nguồn chính vô nè, đang đây rồi. Đây tiếp theo Vương sẽ cầu tiếp quay qua thôi. Đây, lý do tại sao mà Phương không có cầu từ từ đây qua nữa. Tại vì ở đây nè là một cái hệ riêng rồi. Nó giống như các bạn thấy không? Giống như cái thằng này. Đó, là phải lên đây trước. Thằng này nè, đây. Phải lên đây rồi mới lên kế cái con nè, con kế con nè. Ở đây mới cầu qua đây. Thì giờ con này nó cũng vậy. Thì chút xíu mình phải lấy một sợi dây đỏ từ ở đây nè. Mình cho nó lên đây rồi mình mới cầu qua. Thì giờ Phương chọn trước mấy cái sợi dây thôi. Đó. Phương chỉ chọn trước thôi ha. Đó. Mình chọn trước rồi bắt đầu một chút xíu á, mình cầu cái sợi chính sau, rồi mình cứ đưa cái phụ trước cũng được, mình làm chính làm phụ gì trước cũng được sao. Cái này là Phương sắp CP nhiều vô cho mọi người dễ hình dung thôi. Còn tùy theo nhu cầu của mình ở nhà bao nhiêu con CP thì mình sử dụng bấy nhiêu ha. Mình cứ vẽ giống như mình cứ cầu ở trên này nha. Phương làm luôn cái dây đỏ là mọi người hiểu là dây nóng rồi đó.
ha. Dây nóng là mình cầu vậy đó. Còn dây nguội thì các bạn mua cái thanh giống như Phương vậy đó, cứ làm thành một thanh nguội vậy cho nó khỏe, khỏi cần phải làm cái gì hết. Không có khó như các bạn cứ làm đi, không có khó đâu. Các bạn cứ coi cái clip của Phương á, từ clip đầu cho đến clip đuôi là bao các bạn luôn. Các bạn ở nhà các bạn tự làm điện được ha. Phương sẽ chỉ hết các cái kiểu đấu nối đèn cầu thang, đấu nối ổ cắm, đấu nối lớp như thế nào cho nó đúng đó. Tải như thế nào để cho nó an toàn đó. Tải như thế nào để cho mình cái nhà của mình nó không có bị xảy ra tình trạng quá tải. Đôi khi mình không có chuyên thì mình cứ sợ. Các bạn không cần sợ nha. Đây, giờ Phương dặn vô thôi. Đây, giờ Phương lớp xong rồi. Dặn vô từng con TV. Rồi ok. Các bạn thấy không? Sau khi nè. Ồ, cái này nó lỏng quá. Không có, Phương siết lại thôi chứ không vấn đề gì hết. Tại vì do Phương chiếc máy nên là hiện tại cái máy đó nó không có cái siết mạnh nó test CB. Nên là Phương chỉ siết bình thường thì Phương siết tiếp tay, siết lại nè. Nên chiếc quen là nên là máy dù cho có máy nó vẫn còn lỏng nè, các bạn thấy không? Đó. Mình chỉ chiếc máy cho nó hết ốc thôi, cho dễ thao tác mà làm thôi, còn nó vẫn có rất lỏng. Nè, hiện tại con này Phương, lý do là Phương chưa làm. Lý do là nguyên cái lọt này nè là con của con này mà chưa có gì của con này để qua nên là mình không có làm được ha. Rồi. Thì cứ để đây. Rồi, giờ Phương sẽ kiếm một cái sợi dây. Phương cho nó lên. Này. Coi thử coi đi đường nào cho nó hợp lý. Sợi dây đỏ dài đi. Dài xíu cho nó hợp lý ha. Nó dài từ quanh kia nhìn cho nó xa xa. Nó đi cho nó đúng xa. Nhìn cho nó đẹp thôi chứ còn đi ngoài cũng được, không thành vấn đề. Đây ha, nè. Một nắm một ngụi. Thì ở dưới đây cũng phải vậy. Đúng không ạ? Một nắm một ngụi. Thì ngụi đây rồi, thì giờ mình còn một cái lỗ nữa, mình đấu nóng vô. Mà thấy không? Nếu mà dặn dứt á, lâu. Nên là Phương hay dặn cái máy trước rồi mà Phương dặn cứng còn cái vít sau. Đấy, Phương cũng làm tạm cho mọi người thôi nha. Chứ đôi khi làm đẹp thì nó lâu lắm, mất công cái clip nó quá dài các bạn coi nó sẽ nhàm chán. Rồi, qua tới đây. Xuống. Đúng không ạ? Đó, qua tới đây, qua đầu. Ok. Rồi. Cắm xuống nè, đó. Là có nghĩa là từ cái con này mình cắm lên con này nè, nó là vậy nè. Nó bên kia cũng di chang vậy, giống qua con đi nguyên một cái vòng quanh thế giới vậy thôi. Để cho nó gọn cái sợi dây thôi chứ không có gì nữa. Đó. Hay ha. Đó, vậy đó. Rồi thấy không? Nè, từ con này qua con này. Để cho mình nguyên cái đầu này nó có nguồn như nhau hết. Nó là như nhau hết. Đó. Rồi. Sau khi bẻ được các kiểu. Đó. Các bạn thấy không? Rồi. Ok. Thì là xong câu chuyện chúng ta lấp cái nguồn. Hôm nay là clip này là Phương nói về cái vấn đề là lít cái nguồn trên đầu CB cho các bạn thấy đó ha.
ở phần cột dây rút cho vô cái nữa là nó gọn à. Thế cái này cột dây rút vô là gọn ok liền đó. Thế mình lấy cái sợi dây rút cột ra nhìn cho nó tương tất đây ha. Đây cột vô thằng mấu chốt trước. Đó. Đó, cột vô thằng mấu chốt trước là nó gọn rồi đó. Giờ tiếp theo cột thêm vô thằng này nữa. Là cho mấy thằng này nó ôm vô với nhau luôn là ok. Phương nhắc lại nha, nếu các bạn coi có không hiểu chỗ nào thì cứ nói, hoặc là muốn làm rõ về cái chỗ đó thì cứ kêu Phương làm một cái video nữa. Mình sẽ làm video đó cho để cho mọi người hiểu và làm được, chứ Phương không có muốn là Phương chỉ xong rồi các bạn còn phải lăn tăn nữa, các bạn hiểu không ạ? Phương không muốn là Phương chỉ xong rồi các bạn cũng không hình dung được đó là vấn đề gì, các bạn thấy không? Sau khi mình đưa vô thì các bạn là đôi khi nó hơi khó thấy, nhưng mà hồi nãy Phương nói là cái dây này đó giống như cái dây này nè, cái chỗ này nè, dây nóng này, dây nguội ở đây rồi nè, dây nguội nó xuống đây rồi, dây nóng nè nó cầu lên cái lỗ này của con này, giống như cái dây nóng nè nó cầu lên cái lỗ này của con này nè, con kéo bên nè, đó cái dây nguội nó xuống dưới đây rồi đó ha. Nó cứ như vậy thôi, mà mình đi một cái vòng vậy nè, tại vì mình làm tủ là mình phải đi một cái vòng cho nó đẹp, chứ mình không thể nào mà mình đưa ở ngoài này lên, đưa ở ngoài lên nhìn nó ghê lắm, không ai làm vậy ha. Đó các bạn thấy không, nếu như cái tủ của bạn vậy nè, lỗ lúc đó các bạn đánh dấu, dấu ví dụ như là con này là CB đèn nhà trên, CB đèn nhà dưới đó, lúc đó làm rất dễ đó ha. Rồi giờ Phương sẽ gọi là test thử cho các bạn coi cái con này ha, cái con này nè, để cái chi tại sao mà Phương nói là nguyên cái lọt ổ cắm, tại vì ổ cắm là mình trực tiếp mình va chạm vô với nó nhiều và máy móc này nọ, nên là mình phải xài có con eo để cho nó an toàn, tại vì mình cứ cắm ra cắm vô cái ổ cắm này nọ đó thì nó nguy hiểm cho cái mình, thì lỡ như có bị rò rỉ gì đó nẹt con này nó nhảy liền. Còn con này là nó khi nào mà hai cái dây nó chạm nhau thì nó mới nhảy nha, cái sự cố gì thì nó mới nhảy, nó khác con này đó. Bây giờ Phương sẽ giả dụ tình trạng là mình bị rò điện thì nó như thế nào nó nhảy ha. Phương sẽ làm cho các bạn coi nè, các bạn để ý nha đó. Nên là cái trong cái clip của Phương á, các bạn lưu ý nếu có cái nào mà tua thì tua, nhưng mà có một số chi tiết thì Phương nói từ từ, nên là đôi khi tua thì nó bỏ nó cũng hơi ổn. Không biết là đôi khi coi nó sẽ nhàm chán gì đó thì sẽ bỏ. Thì đây ha, trước tiên mình phải dỡ cái này lên cái đã. Cái nguồn, đúng không ạ? Cái nguồn là mình lấy là hồi nãy nè, mình đã đứt qua hết rồi, thì mình phải bật này lên, thằng này mới có nguồn, đúng không ạ? Nè, do mình đứt, nếu như mình đứt từ cái thằng bự này nè thì không nói, do mình đứt từ cái thằng này, thằng nè mình dỡ lên rồi nè, thằng này nó có nguồn nè, nó nè nó sáng đèn nè, thì đương nhiên thằng này nó sẽ không sáng. Các bạn biết sao không ạ? Thằng này nó không có sáng đâu nè, lý do là mình chưa bật này lên nè, mình bật này lên đó, giờ mình bật này lên nè là ở đây nè có nguồn nè, nè đó có đèn nè, đó các bạn thấy không nè, có đèn nè, thì thằng này mới bắt đầu có nguồn, thì đây nó nè, nó có nguồn nè các bạn ạ, nè các bạn thấy không đó, nó hơi nhỏ nè đó, nó có đèn đó, các bạn thấy không ạ? Đó thì bắt đầu là giờ nó có nguồn rồi, thì giờ Phương test nha, giờ Phương bật lên giống như Phương nói á, eo nó có hai cách test, một là test cơ, nhưng mà test cơ chỉ là test vậy thôi, nó không có hợp lý nè, các bạn thấy không, nhấn nó nhảy xuống nè đây. Nhưng mà riêng thằng eo thì mình có một cái cách test khác. Bạn chọt vô cái dây nguội nha, các bạn chọt vô cái dây nguội. Còn nếu như mà ở nhà các bạn mà không có cái cây để mà tiếp đất lên á, bạn đóng cái cây dưới đất lên rồi bạn nối lên hệ thống giống như mình á, thì các bạn đem ra một bàn nối một sợi dây dài dài nè, các bạn đem ra ngoài một cái chỗ nào mà nó ẩm, đất nó ẩm á, đất nó ẩm ướt vậy á, các bạn nghe nè, các bạn chọt vô, các bạn đem ra ngoài đất ẩm ướt á đó, các bạn đụng vô
đó đó là bị rò đó. Rò là nó nhảy, giống như các bạn đụng vô mà lỡ mà nó rò điện giật là nó nhảy như vậy ha. Còn cái này nó giật nó không có nhảy đâu nha, cái này các bạn điện nhảy nó không có nhảy đâu, nhưng mà cái này nó nhảy vậy đó. Đó này các bạn thấy không nè, nó rò là nó nhảy nè. Đó, để làm cho mình yên tâm, lỡ như mà mình có cắm nó bị nhạt gì á, cái dòng rò này là 30 mA ha. Thì đó, 30 mA mình có ở đâu, mình cứ ra ngoài tiệm điện mình kêu là bán cho tôi một cái con LCB dòng rò 30 mA, thì nó là đây nè. Để Phương quay cho cận cảnh cho các bạn coi. Đây đây ha, đây đây nha, đây nè, đó các bạn thấy không, 30 mA rất ok nha. Đó thì nó là vậy thôi đó các bạn. Đó mình cứ cầu nè, đó Phương cứ cầu trên đầu CB nè, cầu qua cứ có cái lỗ cái đưa qua là xong đó các bạn, thấy không? Còn dưới này á là mình đi các thiết bị của mình, cái mình đưa về dưới này là các thiết bị của cái pha nóng, cái nào mà dây nóng á các bạn đi, dây đỏ các bạn về hết đây cho mình, cái nào mà dây đen á các bạn về hết đây cho mình. Thì làm một thiết bị nó sáng bắt buộc phải có hai dây, một dây đỏ một nóng, một đỏ một đen đó ha. Thì sau clip này Phương bắt đầu là triển khai cho các bạn là làm hệ thống ống trước. Giờ mình làm ống rồi mình đi kéo dây, mình phải ví dụ như mình giả dụ cái nhà của mình là có bao nhiêu phòng, có bao nhiêu thiết bị, rồi mình đi dây để mình về mình phù hợp với cái lọt CB này như thế nào. Thì Phương hẹn mọi người clip sau nha, hãy đón cùng theo dõi. Rồi clip của Phương đã đến đây kết thúc, hy vọng mọi người có thể hiểu được cái của Phương nói. Nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy ủng hộ kênh của Phương bằng một lượt đăng ký kênh. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.